Ta lại được gặp nhau trong video so sánh xe của Auto Daily. Sau thời gian dài chờ đợi, chiếc BMW X7 2019 hoàn toàn mới đã chính thức được ra mắt. Quái thú 3 hàng ghế đến từ Đức sẽ phải cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ đình đám như Lexus LX, Mercedes-Benz GLS Class và cỗ máy được hàng triệu người yêu thích trên thế giới, Cadillac Escalade. Và các bạn thấy sao về BMW X7 2019 và BMW X5 2019? Mời các bạn comment ngay sau khi xem những đoạn video đầu tiên về hai mẫu xe này. Sự xuất hiện đầy ấn tượng của BMW X7 cũng đồng nghĩa với việc ngôi vị ông hoàng SUV của BMW vốn thuộc về chiếc X5 lần đầu tiên được giới thiệu vào năm 1999 đã chính thức bị xoán ngồi. Trên màn hình lúc này là hai chiếc SUV của nhà BMW, và thực sự nếu như các bạn nhìn qua đều có thể thấy đây có lẽ là hai anh em song sinh chuẩn men khi đều sở hữu vẻ bề ngoài to lớn vạm vỡ với cụm lưới tản nhiệt to bản đặc trưng của BMW. Nhưng nếu so sánh về kích thước và giá cả, X5 thế hệ mới ra mắt đầu năm nay dường như đã không thể sánh được với BMW X7 2019. Liệu chiếc X5 nhỏ gọn có còn là sự lựa chọn ưa thích của khách hàng nữa hay không khi đàn anh X7 đã chính thức được lộ diện? Mời các bạn hãy cùng Auto Daily so sánh cặp đôi SUV X5 và X7. Nếu như chúng ta cùng nhau quan sát về mặt trước của hai xe, không còn nghi ngờ gì nữa, X7 chắc chắn sẽ lớn hơn X5. Nhưng nếu nhìn vào những con số cụ thể ngay sau đây, bạn sẽ không cảm nhận được sự khác biệt này quá lớn giữa hai mẫu xe SUV này. Cụ thể, X7 có chiều dài rộng cao lần lượt là 5.163mm, 1.999mm và 1.805mm, và chiều dài cơ sở 3.105mm. Theo đó, X7 dài và cao hơn X5 lần lượt là 228mm và 53mm. Tuy nhiên, điều khá bất ngờ là X5 lại rộng hơn X7 khoảng 5mm. Ngoài ra, với trang bị lưới tản nhiệt hình quả thận cỡ lớn và cản trước sắc nét, thì X7 trông to lớn và cơ bắp hơn. Tiến ra phần thân xe là phần cho thấy sự khác biệt rõ ràng giữa hai mẫu SUV của BMW. Cụ thể, X7 có chiều dài 5.163mm, trong khi X5 là 4.935mm. Chiều dài cơ sở của X7 cũng nhỉnh hơn 127mm so với X5. Ngoài ra, sự khác biệt còn nằm ở hàng ghế thứ 3. Trong khi X7 được trang bị tiêu chuẩn hàng ghế thứ 3, thì trang bị này chỉ được xuất hiện ở X5 dưới dạng tùy chọn mất phí. Mời các bạn tiến tiếp ra phần đuôi xe để quan sát. Nếu không so sánh về kích thước, thì phần đuôi xe của X7 và X5 lại giống nhau đến mức đáng kinh ngạc. Theo đó, có thể thấy, việc X7 được thiết kế cao hơn sẽ giúp hành khách hàng ghế sau dễ dàng di chuyển ra vào hơn. Ngoài ra, kính sau trên X7 trông cũng cao và rộng hơn một chút so với BMW X5. Khi chúng ta cùng nhau bước vào không gian nội thất của hai mẫu SUV này, các bạn có thấy bất ngờ không khi bố cục nội thất của X7 và X5 đang được đánh giá là giống y hệt nhau? Tuy nhiên, xét về trang bị và tiện nghi thì X5 vẫn thua kém X7 ở một vài khía cạnh. Và dĩ nhiên, điểm khác biệt còn lại nằm ở hàng ghế thứ 3. Mặc dù X5 cũng được trang bị tùy chọn hàng ghế thứ 3, nhưng chắc chắn sẽ không rộng rãi và thoải mái như X7. Tuy nhiên, ngoại trừ hiện diện của hàng ghế thứ 3 thì X5 và X7 gần như là một cặp song sinh, và sẽ rất khó phân biệt giữa hai mẫu xe này nếu chúng cùng lăn bánh trên đường phố. Dưới nắp capo của BMW X7 xDrive 4VI, xe được sử dụng động cơ 3.0 lít tăng áp 6 xi lanh, công suất 335 mã lực, mô men xoắn cực đại 446 Nm, đi kèm hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. Xe có khả năng tăng tốc từ 0 đến 96 km/h trong vòng 5,8 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 245 km/h. BMW X7 2019 sẽ đến thị trường Mỹ vào tháng 3 năm tới với giá từ 73.900 USD cho bản X7 xDrive 40i và 92.600 USD cho bản X7 xDrive 50i, chưa bao gồm phí vận chuyển. Nếu các bạn thấy hay, nhớ like hoặc share video này và đừng quên subscribe kênh YouTube của Auto Daily để cập nhật những thông tin mới về xe tại thị trường Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.